hỏi chuyện bà đấy à? Nhìn cưng ơi là cưng. Bánh bao quán mẹ mít mật ngon thật đấy. Bánh bao nhà cô Bẹp nổi tiếng khắp vùng mà lại. Chuyện mẹ tớ nấu gì chẳng ngon. Tớ kiểu gì cũng được thừa hưởng tài năng nấu nướng từ mẹ tớ. Lớn lên tớ sẽ trở thành người nấu ăn cho nhà vua. Oai phải biết. Ôi, nấu nướng thì con gái mới khéo tay, mới nấu ngon được chứ. Cậu vụng thối vụng lồi ra thì còn lâu, đừng có mơ. Ờ thì cũng đúng. Ước gì tớ có chị gái hoặc em gái, kiểu gì cũng nấu ngon y như mẹ, tiếp nối truyền thống gia đình. Thế cậu bảo mẹ sinh em bé đi, biết đâu lại là cô công chúa xinh xắn thì sao? Mẹ tớ bảo đẻ đau lắm nên không đẻ nữa, vì nhà bao việc, đẻ xong không nuôi nổi. Mít mật mà có em bé thì để tớ với Na trông cho, bọn tớ yêu trẻ con lắm. Đúng đấy, tớ hứa sẽ trông em hộ cậu. Tớ cũng mong có em lắm, em gái hay trai cũng được, mà mẹ tớ bỏ đi rồi, buồn lắm. Ôi, mày mới có em trai mà, cậu cứ chăm em cậu thật tốt đi. Rồi tớ bảo mẹ tớ đẻ cho tớ một đứa em rồi cậu trông hộ nhá. Được luôn. Thôi thôi, mẹ tớ bảo con cái là của trời cho, khi nào đến sẽ tự đến. Bọn mình toan lũ chíp hôi ăn bánh bao, nói chuyện sinh đẻ làm gì. Ờ, đúng. Bánh bao của Phú bà đây ạ. Ôi, con trai nhà cô Tâm đấy à, nhìn yêu quá. Ờ, con trai cô Tâm, cháu đích tôn của ông bá đấy. Trộm vía kháu khỉnh quá, mà sao bà lại bế nó? À, bế để xin vía đẻ con trai đúng không? Tôi còn lạ gì. À thì bế cho cô Tâm là phụ, còn xin vía là chủ yếu. Bà cũng biết rồi còn gì, tôi mong mãi mà chưa có đứa nào. Tôi có một thằng rồi nên cũng chẳng nôn nóng như bà đâu, nhưng mà cứ nhìn thấy trẻ con là muốn đẻ luôn. Ôi, sao nay Phú bà lại bế con cô Tâm thế này? À, vợ chồng nhà cô ấy đi có việc nên nhờ tôi bế hộ một lúc ấy mà. Trộm vía xinh trai quá, lần này thì nhà ông bá mát mặt nhá, mong mãi mới được đứa cháu trai, không thì tuyệt tự. Ôi già ơi, bà cổ hủ quá, trai hay gái giờ đều quý cả, miễn là ngoan ngoãn khỏe mạnh. À, thì tôi cứ nói thế, ông bá chẳng lo sốt vó lên cả năm nay rồi còn gì, may mà tỏi ra được thằng cu con này đấy. Ồ, em trai cậu đúng không? Ừ, em trai tớ đấy, nhìn yêu lắm. Nhất mai nhá, bọn mình chưa có ai có em như cậu đâu. Ờ, có em thì cũng sướng, nhưng mà nhiều lúc cũng hơi buồn các cậu ạ. À, sao lại buồn? Thì cha mẹ dành hết thời gian chăm sóc em, không có nhiều thời gian quan tâm tớ như trước nữa. Tớ còn phải làm việc nhà thay mẹ, cũng vất vả phết. Mai ơi, nay cha mẹ cháu đi đâu thế? Dạ, cha mẹ cháu sang làng bên mua ít đồ cho em cháu ạ. Thế à, cha mẹ mua đồ cho em mà không cho Mai đi cùng à? Chắc là ghét cháu rồi. Có em trai là Mai ra rìa rồi nhá. Đúng đấy, từ giờ cha mẹ đi đâu là cháu phải bám đít đi theo, không thì cha mẹ mua hết đồ cho em trai, không mua cho cháu đâu. Dạ ạ, cháu đòi đi, nhưng cha mẹ bảo cháu ở nhà trông em ạ. Ôi giời ơi, thế là ra rìa rồi. Giờ nhà ông bá chỉ yêu cái thằng cu con đích tôn này thôi. Đít nhồm đít nổi, là đĩ tẹt thì cứ phải xếp sau nhá. Ôi, tôi cũng mong có thằng cu con như thế này quá. Từ hồi mẹ sinh em, cô bác nào gặp cũng bảo mình bị ra rìa. Chẳng nhẽ có em trai là cha mẹ không yêu mình nữa à? Ơ, Mai, cậu làm sao thế? Cậu vừa khóc đấy à? Có chuyện gì thế? Cha mẹ tớ không yêu tớ nữa.
Sao cậu lại nói vậy? Tớ ra rìa rồi. Từ ngày có em trai, cha mẹ quát mắng tớ nhiều hơn. Cha mẹ chẳng thương tớ tí nào. Thế cậu làm sai gì à mà ra bị cha mẹ mắng? Lúc sáng tớ thấy em chớ sữa, tớ gọi mãi mà mẹ không nghe thấy, nên đành bế em lên vỗ vỗ vài cái rồi đi gọi mẹ. Ai ngờ vừa bế em lên thì em ho sặc sụa. Mẹ vào nhìn thấy nên mắng tớ. Mẹ nói là tớ bắt nạt em, rồi còn cấm tớ không được động vào em nữa. Mẹ cậu cũng thật là... Mà này, có đúng là khi cha mẹ mình có em thì mình sẽ bị cho ra rìa không? Nếu thế thì tớ không muốn mẹ tớ sinh thêm em nữa đâu. Thôi nín đi nào, chắc cha mẹ cậu nhất thời nóng vội nên mới nói thế thôi. Tớ nghĩ là cha mẹ vẫn thương cậu lắm đấy. Thương gì mà thương chứ. Ngay cả đồ chơi của tớ, cha mẹ cũng bắt tớ nhường cho em hết. Bảo tớ là chị thì phải nhường em. Lúc em vung tay tát vào mặt tớ, thì cha mẹ cười khì khì bảo đánh chừa chị đi. Chị hư nên bị đánh. Cậu nói thế làm sao mà gọi là thương được. Chưa hết, ai gặp tớ cũng bảo tớ bị ra rìa. Giờ cha mẹ chỉ thương em trai thôi. Ông bà chỉ thích cháu đích tôn thôi. Còn tớ thì chẳng ai quan tâm nữa. Người lớn cứ hay trêu trẻ con tụi mình thế mà. Cậu đừng suy nghĩ làm gì. Giờ em cậu còn nhỏ quá nên mọi sự quan tâm người lớn sẽ dồn hết cho em cậu. Đợi em lớn thêm một chút nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không, tớ chẳng thích em tớ nữa đâu. Kệ nó, từ giờ tớ sẽ không động đến nó nữa. Nó mà lớn thì đi mà tự chơi một mình. Người lớn lạ thật, lúc nào cũng thích đùa với trẻ con mà toàn đùa những câu như sát muối vào lòng vậy. Trẻ con thì cũng biết suy nghĩ rồi, cũng biết tổn thương lắm chứ. Lần này mình phải giúp Mai mới được. Không cậu ấy lại tưởng cha mẹ ghét cậu ấy, rồi cậu ấy lại ghét em thật thì nguy. Na ơi, cậu xin cho tớ ở nhà cậu mấy hôm nhá. Tớ sẽ không về nhà nữa. Ôi, sao thế được? Tớ không muốn ở nhà nữa. Cha mẹ tớ có yêu thương tớ nữa đâu. Giờ họ chỉ có em trai thôi. Tớ về luẩn quẩn lại bị ăn mắng ấy. Lại là chuyện muôn thuở. Người lớn nhiều khi đúng là vô tâm, cứ trêu đùa mà chẳng để ý gì đến suy nghĩ của lũ trẻ. Tội mấy đứa nhỏ thật. Mẹ Mít Mật kìa, cô Mẹo đi với ai ấy nhỉ? À, đấy là cái Cúc, em họ tớ. Chắc mẹ lại đón đến nhà tớ chơi đấy mà. Nào, chơi nhanh nhanh cho hết ván này đi, không mẹ tớ lại giục về nhặng cả lên. Chúng cháu chào cô ạ. Chúng cháu chào cô ạ. Chào các cháu. Cúc, con chào các anh các chị đi. Em chào anh chị ạ. Chào em. Mẹ ơi, con chơi thêm một tí rồi về ngay ạ. Được rồi, con cứ chơi với các bạn đi. Bao giờ xong thì về, mẹ với em về trước đây. Vâng ạ. Đấy, mẹ cậu dễ tính thế mà chưa gì cậu đã lo với chẳng sợ. Tớ cũng thấy lạ đây, mọi khi thấy tớ đi chơi, mẹ chẳng quát lên còn gì. Hôm nay thì lại bảo đi chơi bao giờ xong thì về. Chắc là mẹ cậu coi em Cúc về cùng rồi. Nhìn mẹ cậu đi cùng em ấy tươi cười vui vẻ thế còn gì. Thế cũng may, tớ đỡ bị mẹ quản. con tưởng em đến đây chơi một hôm thôi, hóa ra lại ở đây cả tháng cơ ạ. Ừ, thì đang nghỉ hè, con có em chơi cùng cũng vui hơn còn gì. Ui, có mà phải trông em thì có ấy. Con không trông thì mẹ trông, chưa gì đã nhăn nhó khó chịu rồi. Này, Cúc ơi, con ăn bánh đi, xong ăn cả táo nữa nhá. Dạ vâng ạ. Nhìn mẹ kìa, mọi khi buổi sáng lúc nào Mít Mật con ăn bánh đi, con ăn bún đi, con ăn xôi đi. Giờ thì chẳng thèm nhìn đến mình nữa. Mà mình cũng cốc cẩn. Mẹ ơi, con đi chơi đây ạ. Cứ thế này có khi lại thích. Mẹ ơi, con về rồi ạ.
con đói bụng quá. Ơ, mẹ với em ăn cơm rồi ạ? Sao mẹ không đợi con? Đợi con biết đến bao giờ? Em đói rồi thì mẹ với em ăn trước. Ơ, thức ăn phần của con đâu ạ? Đồ ăn ở trên mâm cả. Con về lúc nào thì ăn, chứ việc gì phải phân. Ui, chán mẹ thế. Món sườn con thích nhất, thế mà mẹ chẳng phần con. May mà có một miếng. Ơ, con ăn rau với vừng đi. Chẳng mấy khi em nó ở đây, con phải nhường em chứ. Đây, Cúc này, chẳng phải con khen món này ngon đấy sao? Con ăn nốt đi. Dạ vâng ạ. Ơ, sao lại thế? Con còn chưa được miếng nào ạ. Con ăn mãi rồi còn gì. Hôm nay mẹ làm sườn là để cho em, chứ không phải là cho con đâu. Mẹ, mẹ thật quá đáng. Đã chẳng đợi mình về ăn cùng, lại còn không cho mình ăn sườn mà cho hết em Cúc. Thật là đáng ghét mà. Anh Mít Mật, để em giúp anh ạ. À, đau quá. Mít Mật, con lại trêu em đấy à? Ờ, con trêu gì đâu. Là em tự chạy ngã mà. Đâu đâu, ra bác xem nào. Con có đau lắm không? Đau. Mít Mật, con chơi với em thì phải để ý chứ. Lại để em ngã đau thế bao giờ? Con đang quét sân, em chạy ngã thì làm sao con biết được ạ? Thì con cũng phải đỡ em dậy, hỏi han em chứ. Thì mẹ chẳng chạy ngay ra rồi còn gì ạ? Nói là cứ cãi nhém nhẻm ra. Thôi nào, vào nhà bác xem nào. Đúng rồi, để bác lấy bánh rán cho con ăn là hết đau ngay. Ơ, bánh rán ở trong chạn là phần của con mà. Mẹ bảo con quét sân xong thì cho con ăn mà. Con đừng có ích kỷ, em đang bị đau thì phải nhường em chứ. Lúc nào cũng Cúc với chẳng Cúc. Mình đã phải quét sân rồi vẫn còn bị ăn mắng, lại còn bị mất luôn cả cái bánh rán. Mình phải nghĩ cách cho cái Cúc một trận mới bỏ tức. À, đúng rồi. Chơi đồ chơi thôi. À, sâu sâu, cửa con sâu. À, có chuyện gì thế? Bác ơi, có con sâu. Trò đáng đời. À, thì ra là con bày trò à? Sao lại trêu em như thế hả? Tại em mới nhát chết đấy chứ. Có con sâu mà cũng sợ. Giỏi lắm. Dám trêu em à? Để mẹ cho con một trận. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Đứng lại ngay. Ôi, các bạn về nhà cả rồi, chẳng còn ai chơi với mình nữa. Đói bụng quá. Nhưng mà về nhà thì có mà mẹ cho mình ăn đòn thay cơm ấy. Mà mình cũng chẳng muốn về nhà nữa. Hôm nay mình sẽ không về nhà, cho mẹ tha hồ chăm chút cho cái Cúc. Đằng nào mẹ cũng còn có yêu thương gì mình nữa đâu. Ôi, đói bụng quá. À, cây trứng gà. Phải trèo lên hái vài quả ăn mới được. Xong rồi tới này ra nhà hoang ở ngoài đồng đánh một giấc. Mẹ có cái Cúc ở nhà cùng rồi. Mình có bỏ nhà không về, chắc mẹ cũng chẳng quan tâm đâu. Cố lên nào. Con sâu. Ôi. Ê, đau mồm quá. Ờ, sao mình đã ở nhà rồi thế này? Vừa nãy mình ngã ở chỗ cây trứng gà cơ mà. Anh Mít Mật, anh tỉnh rồi. Anh có đau không ạ? Đi ra chỗ khác, không cần mày hỏi thăm. Tôi đã bó lá xong rồi đấy. Bà cố gắng hạn chế đi lại cho nhanh khỏi. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Gớm, thằng Mít Mật nhà bà cũng nghịch ngợm quá. Đêm hôm còn đi trèo cây nữa. Mà bà cũng may đấy. Đỡ nó như thế cũng rất nguy hiểm. May mà chỉ bị sái chân. Dạ vâng, thì con dại cái mang. Thấy nó bị ngã, làm sao mà tôi đứng yên một chỗ được. Nó cũng đang tuổi ăn tuổi chơi, nghịch ngợm một chút cũng không tránh được ạ. Mẹ, hóa ra người đỡ mình lúc ngã trên cây xuống là mẹ. Bà cũng phải nghiêm khắc với nó vào, chứ không rồi cứ đỡ nó ngã chỗ này chỗ kia mãi sao được. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mít Mật nhà tôi nhìn vậy thôi, chứ nó cũng biết đỡ đần cha mẹ việc nhà lắm.
Nghịch ngợm thì là vậy thôi. Tôi đau một chút còn hơn là để nó đau. Mẹ, hóa ra mẹ vẫn yêu thương mình. Còn mình thì... Anh Mít Mật, em ghen tị với anh lắm. Ừ hay, ghen tị cái gì? Mẹ anh chẳng chiều em hơn cả anh còn gì. Nhưng lúc nào mẹ anh cũng kể anh để làm gương cho em ấy. Nào là bác Bẹo khen anh nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh lanh lợi. Thế à, anh tưởng mẹ chỉ toàn chê anh thôi. Không có đâu. Lúc tối, đợi mãi không thấy anh về, bác lo lắm nên vội vã đi tìm ấy ạ. Ừ, anh biết rồi. Biết mật, con tỉnh lại rồi à? Con có đau ở đâu không? Dạ, con không sao ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ạ. Ừ, không sao là tốt rồi con. Các cậu gì mà nhìn tớ ghê thế? Ăn đi chứ. Biết ngay mà, loáng cái đã nhảy tót ra đây chơi rồi. Đi về, về đi khám thầy lang với mẹ. Đi mà con có bệnh gì đâu mà khám hả mẹ? Con đang rất béo và mẹ rất lo. Mẹ phải dẫn con đến gặp thầy lang để xem thầy có thuốc nào chữa trị cái bệnh này và giảm độ ăn của con đi không. Ôi mẹ, con không đi khám thầy lang đâu, con không đi đâu. Đi về, không mẹ lại đánh cho vãi hèo bây giờ. Cô Bẹo ơi, không cần phải đến khám thầy lang đâu ạ. Cháu có cách rồi. Cháu có cách gì thế? Mít Mật. Dạ, con không phải đi chữa bệnh thầy lang nữa phải không mẹ? Đúng vậy, con ở lại chơi với các bạn đi. Tuyệt vời. Mình biết ngay mà, kiểu gì thì mẹ cũng sẽ thương mình thôi. Quá. Con có nhớ mâm cỗ này ở nhà thầy Đồ không? Chẳng mấy khi nhà thầy có việc nhờ đến nhà tôi. Nay xin tặng thầy một mâm cơm gọi là... Nhờ thầy mà Mít Mật biết cái chữ, cái nghĩa, cái nhân, cái đức ở đời. Có gì đâu, nhà chị cứ vẽ chuyện ra như thế, tôi ngại lắm. Mít Mật, con đang làm cái gì thế? À, con tưởng... Con ơi là con! Con phải nhớ câu ăn trong nồi, ngồi trong hướng chứ! Mẹ ơi! Từ lần sau con không thế nữa đâu! Thôi, nhịn vậy! Nhớ lại chuyện cũ, thấy mình trẻ con quá! Cười cho mọi người. Công nhận phương pháp của Hồng Xiêm hiệu quả thật. Được chưa? Ngô đã chín chưa? Được rồi này, nướng vừa thôi kẻo cháy. Cậu có nhớ sự tích ngô nướng này không? Sự tích ngô nướng á? Ui, ngô nếp kìa các cậu ơi, ngon quá. Tớ phải hái mấy bát về nướng ăn cho sướng. Mít Mật, ruộng ngô nhà bác Mão mà. Ngô non thế này cơ mà, lại thơm nữa. Ngô non thơm mùi nếp, phải không cháu? Cháu. Ta tóm được đứa hay ăn trộm ngô nhà ta rồi nhá. Đi, ta đi gia đình gặp cụ lý trưởng, cụ xử lý cho. Bác Bảo ơi, bác tha cho cháu đi, bác tha cho cháu đi mà. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Từ mai con sẽ không ăn trộm ngô nữa. Thôi thôi, tôi không ăn nữa đâu, không ăn nữa. Cứ nghĩ đến thôi là ngại và xấu hổ lắm. Dần dần cậu sẽ kiềm chế lại việc ăn uống không đúng bữa của mình thôi.
hôm nay nhà thầy lại có việc. Cú ông có làm vài mâm cơm chiêu đãi thầy trò, thế nên là các trò được nghỉ sớm. Hoan hô, lại sắp được ăn nhiều món ăn ngon rồi. Thích quá, lại đúng lúc tớ đang đói bụng chứ. Còn tớ thì cứ được nghỉ học sớm là thấy vui rồi. Thưa thầy, con xin phép được về nhà ăn cơm ạ. Mít mật, mọi lần con hứng khởi lắm mà, nay toàn món ngon đấy. Thưa thầy, sơn hào hải vị với con giờ không là gì bằng việc về ăn cơm với mẹ ạ. Con lớn rồi, con xin phép ạ. Hả? Mình chỉ dạy cách cho Mít mật tiết chế lại ăn uống, ai ngờ rèn cái nết nó luôn. Tôi không thể ở cái nhà này được nữa. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Được, ông thấy ông đi được thì ông cứ đi đi. Đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Bà không phải thách đâu. Tôi là tôi đi thật đấy. Vợ con cái kiểu gì, hớ ra một cái là đánh chồng. Tôi không thể chịu nổi bà nữa. Rồi, có quy ngoài cổng bà cũng không cho vào nhà đâu. Nhớ đấy. Ơ cha, cha đi đâu thế? Ông ấy bỏ nhà đi luôn rồi. Sao lại thế ạ? Là mẹ đuổi cha đúng không ạ? Còn con nữa, muốn đi theo cha thì đi luôn đi. Suốt ngày bênh nhau chằm chặp thôi. Mẹ, sao mẹ lại đuổi cha con đi thế? Cha con có lỗi gì với mẹ ạ? Là cha con thích đi, chứ mẹ đâu có đuổi. Con không chịu đâu, con không chịu. Mẹ không được đuổi cha, mẹ mau giữ cha lại đi. Con không chịu đâu. Định ăn vạ đấy à? Có vào nhà ngay không? Hay là muốn ra ngoài đường? Mẹ tha thứ cho cha đi mà, con xin mẹ đấy. Chồng với cha con, chẳng ra đâu vào đâu. Chồng thì hám bạc hám gái, con thì ham chơi, lười biếng. Phen này phải dạy dỗ cho hai cha con đến nơi đến chốn mới được. Đi luôn với cha con đi. Cha con đi rồi, con là con của ông ấy thì con đi theo đi. Nhà này không thừa cơm. Ơ! Con muốn đi đâu thì đi, đến đâu sống được thì đến. Này, Xoài, vì sao cậu khóc thế? Mít mật à, tớ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi. Cậu lại nghịch dại gì à? Sao tự nhiên lại bị đuổi thế? Cha tớ bị mẹ tớ đuổi ra khỏi nhà, tớ xin mẹ tha thứ cho cha. Thế là mẹ cũng giận lây sang tớ, rồi đuổi tớ đi luôn. Thật là tội nghiệp. Hay cậu đến nhà tớ ở tạm mấy hôm đi. Về nhà cậu á? Liệu mẹ cậu... Yên tâm, mẹ tớ sẽ đồng ý thôi mà. Đợi một hôm, mẹ cậu nguôi giận, cậu về được ngay. Tớ đã từng thế rồi. Thế thì tốt quá. Nếu nhà cậu đối xử tốt với tớ, tớ sẽ không về nhà này nữa. Đi rồi đấy, để xem, rơi khỏi vòng tay mẹ thì có nên người được không? Lâu lắm rồi tớ mới được ăn món ngon như thế. Cơm nhà cậu ngon thật đấy. Chú Ân, mẹ tớ nấu cơm mà. Vì thế, quán nhà tớ mới đông khách chứ. Cứ thế này á, tớ muốn ở mãi nhà cậu ấy. Xoài, cháu định ở nhà cô đến lúc nào? Cháu cũng chưa biết ạ. Sao lại chưa biết? Cháu cũng không thể ở nhà cô mãi được. Nhưng mẹ cháu đuổi cháu đi rồi. Cháu không còn nơi để về nữa ạ. Xin cô hãy cho cháu ở lại đây đi. Cháu ở nhà cô cũng được. Nhưng muốn ở, muốn ăn thì phải làm. Cô không thể nuôi cháu mãi. Các cụ đã nói, có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ mang phần đến cho. Cháu phải làm ạ. Nhưng trước giờ cháu đâu có biết làm gì đâu. Đúng thế, nếu không cháu về nhà đi. Dạ, thì cháu làm ạ. Xin cô đừng đuổi cháu. Thì cháu phải làm gì ạ? Sáng mai cháu dậy sớm, phụ bếp và bưng bê rửa bát cho quán của cô như Mít Mật đã làm. Mít Mật, nói bạn ngủ sớm đi, còn lấy sức mai mà làm. Dạ vâng ạ. Nhưng những việc ấy á, tớ chưa làm bao giờ. Không biết có làm được không? Hay là cậu giúp tớ với? Tớ cũng có việc của tớ mà, làm sao giúp cậu được? Rồi cậu sẽ quen thôi, ngủ đi, mai còn làm. Thôi ngủ vậy,
đến đâu thì đến, dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Ngủ để ngày mai bắt đầu một cuộc sống mới vậy. Xoài, Xoài đâu rồi? Dạ, cháu đây ạ. Sau một đêm cháu đã suy nghĩ lại rồi chứ? Mẹ cháu vì tức giận nên mới đuổi cháu ra khỏi nhà thôi. Chứ mẹ cháu thương cháu lắm. Bây giờ cháu đã muốn trở về nhà chưa? Hay vẫn muốn ở đây ở đợi cho nhà cô? Mẹ cháu đã đuổi cháu đi rồi thì cháu sẽ không về nữa đâu. Cô cho cháu ở lại đây ở đợi cho nhà cô đi ạ. Thôi được rồi, đi vào làm việc. Vất vả thì đừng có kêu đấy. Mau vào bếp nhóm bếp cho cô đi. Dạ, cháu biết rồi ạ. Có mỗi cái bếp mà không biết nhóm thì làm được việc gì. Trời ạ, cho củi ướt thế này thì bao giờ lửa nó mới lên. Phải chọn loại củi khô. Nó. Dạ, cháu tưởng cứ cho củi vào là được. Còn phải chọn củi ướt với củi khô nữa ạ. Chứ sao nữa. Mà không phải chỉ cần củi khô thôi đâu. Muốn củi bén lửa thì phải mồi cho rơm trước. Rơm cháy lên thì đặt củi vào, nó mới cháy được. Hiểu chưa? Dạ, cháu hơi hiểu ạ. Đúng là con nhà giàu, chẳng biết làm cái gì, chỉ ăn với chơi là giỏi. Xê ra một bên xem nào. Nhìn cô nhóm đây mà học tập, lần sau thì làm cho chuẩn vào. Cháu chưa làm việc này bao giờ ạ. Ở nhà cháu đều có người làm cả. Thế thì ra đường mới chết đói. Không biết làm gì thì lấy gì mà ăn. Chủ quán, cháu bát bún riêu cua nào. Có ngay đây. Đi ra ngoài, bê đồ cho khách nhanh lên. Vâng ạ. Bún riêu của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Mẹ. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ con gì? Thấy người sang bắt quàng làm họ hả? Ai mẹ con gì với nhà cậu? Cậu bưng bê cái kiểu gì đấy? Vỡ toang cả bát bún rồi. Đã đói thì chớ. Có chuyện gì thế? Bà Bẹo đấy à? Cậu này là người làm mới à? Vừa đánh vỡ bát bún của tôi đấy. May mà không vào người, chứ rớt vào bộ đồ đắt tiền này của tôi ý, thì có đền nổi không? Lại còn nhận vơ tôi là mẹ nữa. Chẳng biết con cái nhà ai mà cứ nhận sằng, nhận bệnh, nhận bừa thế. Ấy chết, bà không sao chứ ạ? Bà thông cảm, cháu nó mới làm nên có gì sơ suất bà bỏ qua cho. Còn không mau xin lỗi đi, cứ đứng đực ra đấy thế à? Cháu xin lỗi mẹ. À không, lần sau cháu không dám thế nữa ạ. Chấn chỉnh lại đi, chứ cứ như thế này á, mất khách lắm. Quán xin đền lại bà bát bún khác ạ, mong bà bớt giận. Lần này tôi bỏ qua cho đấy, chứ lần sau á thì không đơn giản như vậy đâu. Còn đứng đấy à, vào trong kia rửa bát đi, không làm việc gì nên hồn hết. Mà này, tối nay cháu bị phạt không được ăn cơm vì làm vỡ bát bún của khách đấy. Nhớ để lần sau cẩn thận hơn, nghe chưa? Dạ, cháu biết rồi ạ. Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như thế chứ? Mẹ không còn thương mình nữa hay sao? Mẹ quyết định chối bỏ, không nhận mình là con nữa à? Cha đang ở đâu? Chỉ vì cha bỏ nhà đi mà bây giờ con mới ra nông nỗi này đấy. Con không rửa đi, ngồi đấy mà khóc à? Rửa hết đống bát đĩa này mới được ăn sáng đấy. Ôi giời ơi là giời, vỡ hết đống bát đĩa của tôi rồi. Lớn bằng nấy rồi mà còn ăn hại. Phen này á thì ăn sáng cũng nhịn nốt nhá. Cháu. Tội nghiệp Xoài quá. Khi không đang từ công tử nhà giàu lại phải đi ở đợ làm thuê cho nhà mình. Bảo sao nó không làm được, lại còn bị chối bỏ thân phận nữa chứ. Kiểu này á, nó còn khổ dài. Xin chào cả nhà, đây là Nhân Tài Đại Việt, nơi chúng tôi thậm chí còn không thể nấu cơm bằng cách sử dụng nồi cơm điện, không có TV hay điện thoại thông minh. Chúng tớ chỉ có món quà độc đáo cho fan cuồng mà thôi. Đó là những câu chuyện cảm lạnh, hài hước, vui nhộn, tình cảm, mang tính giải trí.
nếu chúng ta cùng nhau đạt được 1 triệu người đăng ký, chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện dành tặng những món quà có in hình của mình trong Nhân Tài Đại Việt dành cho các bạn. Và đừng quên, mỗi like, mỗi đăng ký mới của các bạn chính là một lần động viên dành cho chúng tôi đấy nhé. Đó cũng là cách chúng tôi thưởng thức sự cống hiến của các bạn. Bây giờ, hãy nhanh tay đăng ký và like để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu, có thêm nhiều niềm vui bất ngờ. Trong tháng 1, sẽ có 50 phần quà dành cho các bạn nhanh chân bình luận, chia sẻ, tương tác đều trên kênh nữa đấy. Ngoài ra, ngày 1 tháng 1 năm 2024, chúng tớ sẽ ra mắt Nhân Tài Đại Việt mùa 2 với tiêu đề Đại Náo Kinh Thành. Đội nhân tài chúng tớ gồm Hồng Xiêm, Na, Xoài, Mít Mật sẽ lên Kinh Thành. Bật mí chút nhé, sẽ được vào ý kiến nhà vua, giúp vua giải quyết các thế lực thù địch trong và ngoài quốc gia. Những vụ án ly kỳ nhiều khi sẽ có sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì các bạn, vì các fan, chúng tớ sẽ cố gắng. Hy vọng các bạn ủng hộ chúng tớ đạt được mục tiêu cho đầu năm tới là 1 triệu đăng ký, giúp chúng tớ được lan tỏa đến nhiều bạn khác trên khắp cả nước và thế giới biết đến. Nếu đạt mục tiêu trên, chúng tớ sẽ đưa các bạn đi phiêu lưu vòng quanh thế giới, các thế giới thần bí, vô cùng kỳ diệu. Mỗi tập phim đó chính là sự trưởng thành của chúng tớ. Cảm ơn sự tin yêu của các bạn, yêu các bạn rất nhiều. Nhớ bấm đăng ký kênh và để chuông nhận thông báo nhé mọi người.